trời mưa quá, chỉ có đang test nghịch thử máy trong nhà nhé, dưới máy tôn không cần sóng RBS đâu, RBS là không cần thiết, test chẹt ga luôn. Êm ái nhá. Rồi, cho lên này, cho lên nóc nhà nhá. Đấy, nó không lên nữa đâu anh em, gạt hết cỡ, không lên nữa đâu. Hạ xuống. Trời đang mưa quá nên là chỉ có bay trong nhà thôi anh em ạ. Đó. Cảm biến đa hướng tuyệt vời luôn. Trời mưa quá không bay được thì cho bay trong nhà.